Xin kính chào các bạn, các vị. Hiện nay mình đang có ở đây Xiaomi Mi4 và HTC One E8 dual sim. Hai chiếc smartphone này hiện nay có thể xem là những sự lựa chọn hàng đầu dành cho những ai yêu thích game và ứng dụng ở phân khúc tầm trung. Hai máy đều có màn hình Full HD, chúng ta có vi xử lý Snapdragon 801, tốc độ 2,5GB bằng nhau. Tuy nhiên Mi4 lại có 3GB RAM, còn chiếc HTC One E8 lại chỉ có 2GB RAM. One E8 thì lại có lợi thế là hiện nay đã có Android 5.0 khi vừa ra khỏi hộp, còn Mi4 mới chỉ dừng ở Android 4.4.4. Vậy thì sản phẩm nào sẽ là ông vua về tốc độ và hiệu năng bây giờ? Mình muốn gửi lời cảm ơn tới cửa hàng Mobile City đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Nếu các bạn muốn mua Xiaomi Mi4 có thể truy cập website mobilecity.vn. Hiện nay Mobile City đang cung cấp một số sản phẩm Xiaomi với mức giá cực kỳ tốt, đặc biệt là Mi4 với phân khúc giá chỉ khoảng 5 triệu đồng mà thôi. Và như vậy là các bạn đã thấy là cả hai máy đều đã bật lên, không có ứng dụng nào trễ nền. Ở Mi4 mình đã kích hoạt ở cái chế độ hiệu năng, đảm bảo nó sẽ hoạt động được hết công suất. Và như vậy nó mới đem lại cho chúng ta một cái kết quả công bằng được. Ở đây thì các bạn thấy là One E8 mình đã xóa toàn bộ ứng dụng trước khi reset lại máy và Mi4 cũng thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài speed test trên hai cái sản phẩm này để xem là với đồng hồ bấm giờ thì sản phẩm nào sẽ kết thúc vòng đầu tiên là xét về tốc độ. Với những ứng dụng cơ bản thì mình nhận thấy là hai máy khá đồng đều, cả chiếc Mi4 và cái chiếc One E8 thể hiện là không có sự chênh lệch quá nhiều. Gần như đây là một trong những trận so găng công bằng nhất trong lịch sử của con người. Và để xem sản phẩm nào hoàn thiện trước. Nhìn kỹ thì màn của con Mi4 vẻ đẹp hơn. E8 bị ám vàng và độ chi tiết không nhiều như là cái chiếc Mi4. Và ta đi đến với tựa game Asphalt 8. Tranh thủ thì các thím soi luôn màn hình nhá. Asphalt 8, vâng, có vẻ như là Asphalt 8 cũng sẽ đem lại ta một cái kết quả đồng đều. Vâng, đúng như mình dự đoán, như vậy là cả hai máy đều đã đáp cánh Asphalt 8 bằng nhau và đi đến với tựa game cuối cùng, Subway Surfer. Để xem sản phẩm nào sẽ hoàn thiện vòng 1 trước. Vâng, như vậy là Mi4 đã giành chiến thắng rồi. Nó hoàn thiện xong cái tựa game Subway Surfer và tổng thời gian của nó chỉ là có 49 giây mà thôi. Cái chiếc HTC One E8 là 51 giây. Như vậy sự chênh lệch giữa 3 giây là không quá nhiều. Chúng ta sẽ đi đến với khả năng quản lý RAM. Với tựa game Temple Run 2 không khó để cho Mi4 có thể thoải mái chạy nền. Tuy nhiên đến ứng dụng Asphalt 8 thì nó chịu thua rồi, nó phải lót lại. Mặc dù lượng RAM trống của nó khá nhiều. Và với chiếc HTC One E8 thì nó khá là thoải mái chạy đa nhiệm tiếp. Và như vậy nó hoàn thiện xong tổng vòng thi của nó mà không cần phải lót lại bất kỳ một game ứng dụng nào là 1 phút 13 giây. Còn với chiếc Xiaomi Mi4 đã phải lót lại toàn bộ các game ứng dụng phía sau. Chính thế đã kéo dài hơn khoảng thời gian của nó là mất 1 phút 26 giây. Chúng ta đã có được đáp án đó là về tốc độ hai máy bằng nhau và về khả năng quản lý RAM thì E8 tốt hơn. Cụ thể mình sẽ đi đến một vòng nữa là chúng ta sẽ vào từng game và ứng dụng để cho các bạn kiểm chứng lại. Thực sự mà nói khá là tuyệt vời, cả chúng ta không có gì bất ngờ khi mà với vi xử lý của hai máy giống hệt nhau, khả năng tối ưu hóa của hai bên giống nhau thì không khó để cho hai sản phẩm có tốc độ tương đồng. Tuy nhiên về khả năng quản lý RAM, như mình đã nói, chiếc Xiaomi Mi4 gần như là cái khả năng quản lý RAM này là do đặc trưng của ROM. Mặc dù lượng RAM trống là 2,2GB, cao hơn so với cả bộ nhớ RAM có sẵn trên cái chiếc HTC One E8, nhưng Mi4 lại thường xuyên phải lót lại game ứng dụng. Đây là do cái phiên bản ROM này quy định như vậy. Còn nếu các bạn up bản ROM CyanogenMod thì Mi4 có thể thoải mái chạy lên tới 7 cho đến 10 ứng dụng cũng không phải lót lại bất kỳ cái gì. Đấy là do đặc trưng về ROM. Hôm sau mình sẽ chia sẻ một bản ROM CyanogenMod dành cho Mi4 sẽ khá là ngon. Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài so sánh giữa hai bên. Chúng ta đều có kết quả như ý. Các bạn mua sản phẩm nào cũng được, đều có thể hài hòa được chúng ta cái yếu tố là khả năng chơi game. Và các bạn thích sản phẩm nào hơn, mời comment chia sẻ bên dưới. Điểm Antutu chấm được trên hai sản phẩm cũng không có sự khác biệt quá nhiều. Điểm đồ họa 3D cũng vậy, chênh nhau chỉ khoảng 1.000. Đây là có lẽ là do Antutu nó đôi khi chấm bị chập chang lúc cao lúc thấp. Các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên like, share và truy cập website mobilecity.vn để mua Xiaomi Mi4. Mua máy tại đây sẽ được up ROM phiên bản quốc tế, hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt và Google Play cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.